Thưa quý vị, nhận thấy vấn đề đoàn kết tôn giáo dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo cùng các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp triển khai thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo dân tộc. Không chỉ đoàn kết giữa đồng bào có đạo và không có đạo, mà Tây Ninh còn nỗ lực vun đắp tình đoàn kết trong nội bộ các tôn giáo và đoàn kết giữa đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Qua đó, thể hiện các giá trị tương thân, tương ái tốt đẹp và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đối xử bình đẳng với các tôn giáo khác. Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả khả quan. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành cuộc vận động lớn, được các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Mỗi khi nhắc đến văn hóa của một dân tộc hay khu vực, không thể không nói đến bộ phận cấu thành là tôn giáo. Giá trị văn hóa của tôn giáo thể hiện ở các nguyên tắc đạo đức, niềm tin, các giá trị hay những di sản hữu hình và vô hình. Để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, các tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh luôn có sự gắn bó, tôn trọng nhau, kết nối chặt chẽ và thực hiện tốt thông qua sự hướng dẫn của chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp. Tín đồ các tôn giáo luôn trong tinh thần sẵn sàng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông qua văn kiện đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025, khẳng định thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo, quan tâm hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn nhiều khó khăn. Đảng, chính quyền luôn tạo điều kiện cho các dân tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, tích cực đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, tín ngưỡng tôn giáo, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tại quy định của điều 63 của luật tín ngưỡng tôn giáo, cho quyền mỗi cá nhân có quyền tố cáo cái việc mà vi phạm trong hoạt động về tín ngưỡng tôn giáo lên cấp chức năng có thẩm quyền. Và cá nhân này được quyền tố cáo ở đâu? Thì theo điều 62 thì chúng ta thấy là được quyền đưa cái sự việc này lên bên thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tôn giáo, về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo của cái tỉnh đó để họ tiếp nhận xử lý. Và cơ quan thanh tra này, cái bộ phận chức năng thanh tra này sẽ trực thuộc của đơn vị là Ủy ban Nhân dân tại cấp địa phương tại đó. Thế thì tôi cho rằng một cá nhân nào đó mà chúng ta phát hiện được cái hành vi vi phạm về sự tự do tín ngưỡng tôn giáo để thể hiện cái tinh thần công dân của mình, vừa mang tính nhân đạo với những người xung quanh, để nếu như giá như chúng ta thấy cái việc đó đang xâm hại tới một ai đó, xâm hại tới một tổ chức nào đó, thì việc tố cáo của chúng ta nhằm ngăn chặn lại hành vi đó. Tóm lại, sự ý thức của người dân tham gia trong phòng chống về các cái xâm phạm về tự do tín ngưỡng này là một phần tôi cho rằng cũng góp phần sự yêu nước. Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, gặp mặt giữa các tôn giáo, tạo sự đoàn kết gắn bó. Hơn nữa, việc thường xuyên đối thoại, gặp gỡ với già làng, chức sắc tôn giáo góp phần tạo niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc luôn được chú trọng. Đồng thời, không để xảy ra điểm nóng liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đây là điểm sáng về công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Hàng năm đã có kế hoạch phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn. Thì trong đó có xây dựng cái mô hình chăm lo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cái vốn đối ứng của quỹ người nghèo huyện thì các tôn giáo đã ủng hộ hơn 600 triệu đồng để giúp cho hơn 50 hộ có cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
cụ thể là được hỗ trợ vốn không tính lãi để cho bà con có cái điều kiện sản xuất, làm ăn, mua bán nhỏ lẻ, giải quyết cái lao động nông nhàn để cho bà con có thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Chúng tôi luôn được sự đồng hành của các vị chức sắc, các ban cai quản họ đạo, đặc biệt là các cái họ đạo cao đài, các cái tổ chức Phật giáo, ban trị sự Phật giáo huyện cũng hết sức là đồng tình ủng hộ. Cái mô hình này thì năm nào thì Tòa Thánh Tây Ninh họ cũng tổ chức, thì nó ôn lại những cái ý nghĩa về lịch sử của nền đại đạo, rồi những cái điển tích xưa như Mẫn Tử Khiêm sẽ giúp cho cái mình ôn lại cái văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, rồi sau đó là cái truyền thống hiếu thảo của dân tộc, của con cái đối với cha mẹ, mình sống có tôn ti trật tự, mình hiểu về đạo, mình hiểu về đời, thì nó rất là tốt cho cái sự phát triển của cái thế hệ mai sau. Nguồn lực tôn giáo thể hiện ở hai phương diện cơ bản là nguồn lực vật chất và nguồn lực tinh thần. Trong đó, nguồn lực tinh thần chính là giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp được thể hiện trong hệ thống triết lý, giới luật, lễ nghi, có tác dụng điều chỉnh nhận thức, hành vi của tín đồ. Giá trị đó không chỉ bảo vệ niềm tin tôn giáo thiêng liêng mà còn hướng con người đến một thế giới chân thiện mỹ. Còn nguồn lực vật chất của tôn giáo được kết hợp bởi hai yếu tố: nguồn nhân lực và nguồn vốn của giáo hội, tín đồ các tôn giáo. Họ chính là người làm ra của cải, không chỉ phục vụ đời sống hàng ngày mà còn cùng với các thành phần xã hội khác góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong cái thời gian qua, thì đối với bộ đội và đối với nó là ban chỉ huy quân sự tỉnh cùng kết hợp với lại là ban đại diện hội thánh cũng có cái mối cái quan hệ rất là tốt, có lắm lúc nhiều khi đi thăm viếng những cái những gia đình nghèo khổ, những bà con trong cái tình làng nghề xóm, và cũng mong rằng trong cái hướng tới đối với người đạo cao đài thì luôn luôn lúc nào cũng là chấp hành tốt và theo cái sự chỉ đạo của nhà nước cũng như của hội thánh, để rồi để làm tròn bổn phận của một vị chức sắc mà đã hướng dẫn đồng đạo của mình đi trên cái con đường chân thiện mỹ. Trong năm 2023 cũng như những năm trước đây thì với vai trò là cầu nối và sự phối hợp gắn kết giữa các đồng bào dân tộc cũng như là các chức sắc chức việc, các tôn giáo đã gắn bó đồng hành cùng mặt trận và phát huy được vai trò nòng cốt của mình trong việc tuyên truyền, vận động các đồng bào có đạo chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Cụ thể là đã tham gia được các cuộc vận động và xây dựng cái mô hình sứ đạo an toàn cũng như tủ sách pháp luật trong tôn giáo, vân vân. Đó là những cái mô hình cụ thể mà thể hiện được cái vai trò nòng cốt của các dân tộc thiểu số cũng như là các cơ sở tổ chức tôn giáo tỉnh đã hưởng ứng cái việc thực hiện cái phong trào hoạt động của mặt trận Tổ quốc tỉnh ra. Không những thế, tỉnh Tây Ninh đã và đang trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Bộ nhờ sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc. Với cách lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa các tôn giáo vào trải nghiệm du lịch tâm linh từ không gian cảnh quan, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đậm bản sắc truyền thống, Tây Ninh đang dần trở thành một hình mẫu cho việc đưa văn hóa tâm linh thành một sản phẩm du lịch đặc trưng khác biệt. Nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước, trong nhiều năm qua, các tôn giáo phát triển toàn diện về mọi mặt. Nhiều lễ hội, hoạt động hội nghị, hội thảo tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế như Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak, Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11, lễ khai mạc năm thánh của Giáo hội Công giáo, lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam, Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10. Những kết quả trên đã thể hiện tính đúng đắn, nhất quán
của việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng. Đó cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong tất cả các phương diện về đời sống văn hóa, cộng đồng các tôn giáo đang từng bước chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền Tây Ninh xây dựng bức tranh văn hóa tinh thần độc đáo. Qua đó, tích cực giữ gìn và phát huy đời sống văn hóa, môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.